Bipo TV xin chào các em. Xin giới thiệu với các bạn nhỏ, đây là đại gia đình khủng long của Bipo TV. Chính vì thế hôm nay Sally Hồng sẽ dạy các bạn hát bài hát Finger Family. Cùng hát theo tớ nhé. Father finger, where are you? Here I am, how do you do? The finger. Mother finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Các bé hãy nhớ đăng ký và bấm subscribe để nhận thêm các video mới nhất của Bipo TV. How do you do? Các bạn thấy Sally Hồng hát quá hay không nào? Cả một gia đình khủng long luôn nhá. Bây giờ để thuộc bài hát này, hãy hát lại theo tớ một lần nữa nhá. Father finger, where are you? Here I am, how do you do? Mother finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Các bạn nhỏ ơi, Sally Hồng ở trong Bipo TV còn nhiều trò chơi hấp dẫn hơn nữa ấy. Vậy thế, hãy cùng dõi theo tớ ở trên kênh Bipo TV nhé. Để nhận được những video mới nhất của Bipo TV, các bé nhớ đăng ký và bấm subscribe nhé.